Liên quan tới vụ sản xuất thuốc chữa ung thư giả bằng than tre, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca. Đối tượng Nguyễn Xuân Thu, 36 tuổi, trú tại Hà Nội, là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca có trụ sở tại quận Thanh Xuân Hà Nội. Đối tượng Thu bị bắt để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quy định tại Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 2 tháng 5 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trước đó, ngày 20 tháng 4, công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại cơ sở sản xuất của Đào Thị Trúc, 24 tuổi, trú tại tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.